Vào kiếm đi, cô em đi vào cho nó vui anh ạ. Sao anh? Và lúc nào kiếm đi vào thì kiếm đi, cô em vào đi vào cho nó nói chuyện cho nó vui chứ. Lúc lên thì anh chạy đường ấy lên à? Đi đường Quy Nhơn lên à? Là đi đường Đà Nẵng lên? Thì nếu về đó khỏe thì đi đường mòn về. Đi đường về Cung Tâm á anh. Đường Đèo Lò Xo á dạ. Còn mệt thì đi cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Nếu nó tính ra thì đi con đường kia thì nó xa hơn mấy ít nhỉ? Thank you.